Xin chào quý cô chú anh chị và các bạn gần xa đang xem kênh của em ngày hôm nay ha. Rồi hôm nay thì vườn mai của em Như Ngọc có làm một cái clip để giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình một lô mai giống mai ghép giống cúc phượng thanh trân, cúc 150, cúc hoàng đế, dảo nhung, rồi dảo quỳnh tỷ, cây dảo hương bông trầm, dảo phú tân ha, cô chú anh chị, cúc hoàng hồng thanh tú, cúc bi rồi nè, rất là nhiều giống hàng ghép được hai mùa rưỡi cô chú anh chị ha. Giá cực kỳ ưu đãi luôn, chỉ từ 200.000 một cây, 150-200.000 một cây là em Ngọc bao ship. Còn cô chú anh chị là xem được cây nào ủng hộ cho em Ngọc nha. Rồi không mất thời gian nữa, em mời cô chú anh chị mình vào luôn clip để gặp luôn em Ngọc, đem Ngọc chào giới thiệu và giao lưu ha. Rồi anh chào em Ngọc nha. Dạ em chào anh, dạ con xin chào chú bác anh chị ạ. Rồi hôm nay mình giao lưu một số cây mai giống em ha. Dạ. Rồi cây này ghép được 2 mùa rưỡi ha. Dạ. Rồi cây này ghép được, cái bo cũng khá là to nè cô chú anh chị, cái chọc ghép bự bằng tay tỏ luôn á. Rồi thông số luôn em nha. Cái này bản thân là được 10 rưỡi. Rồi chiều cao là được 69. Rồi sáng ngang là được 54. Dạ cái này con xin giao lưu là 250k ạ. Rồi mã số hôm nay là mã số 1N em ha. Dạ. Rồi đổi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 2N. Mã số 2N. Rồi cây này cúc 150 phải không em? Dạ. Rồi cúc 150 cánh nha cô chú anh chị, bo già để đi đọt ha. Cái này bản thân là được 10. Rồi chiều cao là được 54, sáng ngang là được 51. Dạ cây này con xin giao lưu là 200. Rồi đợi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 3N cũng là cây cúc hoàng đế vậy. Rồi cúc hoàng đế hay còn gọi cúc nhị đỏ cũng nói cô chú anh chị ha. Cái này bản thân là được 11. Cái này ghép được 3 bo lớn với 1 bo nhỏ cô chú anh chị ha. Bo lớn là bự gần bằng tay út ha. Chiều cao là được 49, sáng ngang là được 45. Dạ cây này con xin giao lưu là 200 ạ. Rồi đổi cây. Rồi tiếp theo mã số 3N, 4N. 4N cũng là một cây dảo nhung ạ. Rồi cây đang đi đọt rất là sung luôn cô chú anh chị ha. Cây này bản thân là được 7. Cây này ghép tốt nhất liền cốt ha. Cây này cũng 4-5 mùa nha, có 4 mùa, có 4 mùa cô chú anh chị ha. Cũ là được 24. Quá trời cái cũ. Chiều cao là được 60, tán ngang là được 50. Dạ cây này con xin giao lưu là 300 ạ. Rồi cây này là ship luôn chậu em ha. Dạ. Rồi rồi tiếp theo cây mã số 5N cũng là một cây huỳnh tỷ à. Rồi cây mai giảo huỳnh tỷ cô chú anh chị ha. Nè đi đọt rất là sung nha cô chú anh chị, cây rất là mạnh khỏe chứ có gì ha, tại này chưa đôm thôi. Bản thân là được 10, ghép đế gọng 4 lượng ha. Chiều cao là được 64, tán ngang là được 67. Dạ cây này con xin giao lưu là 250k ạ. Rồi cây. Rồi tiếp theo cây mã số. Mã số 6N là một cây dảo hương bông chùm ạ. Rồi. Cây này bên thân là được 18. Rồi. Chiều cao là được 70. Tán ngang là được 64. Rồi. Dạ cây này con xin giao lưu là 150k ạ. Rồi đỡ cây luôn em ha. Rồi mã số 7N cũng là cây dảo hương. Dảo phú tân. Dảo phú tân. Rồi cho hộp số cái này luôn em ha. Rồi cái này bình thân là được 11. Rồi chiều cao là được 55, tán ngang là được 59. Rồi dạ cái này con xin giao lưu là 200 ạ. Đổi cây. Rồi tiếp theo cây mã số. Mã số 8N cũng là một cây phượng thanh trân ạ. Bông sâu chuỗi cô chú anh chị ha. Cây này thì ghép gốc nhớt ha cô chú anh chị ha. Cây này bình thân là được 9 rưỡi. Bự hơn tay tỏ luôn nha cô chú anh chị. Gốc gốc với bò bự hơn tay tỏ. Chiều cao là được 58. Cây này còn chút xíu là nó là liền ha. Ghép được gần 3 lượng nha. Tới ngang là được 55. Dạ cây này con xin giao lưu là 300 ạ. Rồi, đợi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 9N ha. Mã số 9N cũng là một cây hoàng đế ạ. Rồi. Cây đi đọc rất là sung luôn cô chú anh chị ha. Bình thân điểm này là được 10 rưỡi. Rồi. Chiều cao là được 40. Tán ngang là được 39. Dạ cây này con xin giao lưu là 250k ạ. Rồi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 10N. Mã số 10N cũng là một cây cúc cam ạ. Rồi. Bình thân là được 10. Rồi. Chiều cao là được 45, tán ngang là được 40.
Dạ cây này con xin giao lưu là 250k ạ. Rồi cây này cuối clip luôn em ha. Dạ. Rồi chào hết luôn giùm anh nha. Dạ em chào anh. Dạ con xin chào cô chú bác anh chị. Con mong cô chú bác anh chị ủng hộ cho con. Rồi em cũng thay mặt cho kênh cũng như em Ngọc cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi hết clip và ủng hộ nha. Xin chào và hẹn gặp lại của cô chú anh chị mà những clip tiếp theo ạ.